Chào mừng tất cả anh chị đến với chương trình của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đang gần hoàn tất được cái chu kỳ này rồi. Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta đã hoàn tất được cái chu kỳ tuyệt vời này. Các anh chị thực hành được chín cái nghi thức này bao nhiêu ngày? Nguyễn Trang hỏi là người số 3 thì giao tiếp như thế nào để duy trì và tập luyện chín nghi thức và không bị cuốn theo ngoại lực. Con số 3 và số 5 cần phải nghiêm túc, cần phải nghị lực, cần phải kỷ luật đấy. Thì thường là phản tác dụng. Nghe có vẻ rất là hợp lý nhưng mà thường là phản tác dụng anh chị nhé. Với con số 3, số 5 mà bắt nó kỷ luật là không phải tất cả các anh chị nhưng mà thường sẽ như vậy. Ở trong cộng đồng chúng ta thì có một vài anh chị số 3 và số 5 đã cải tiến được cái sự nghiêm túc về nghị lực của mình rồi. Và tuy nhiên thì có một số ít các anh chị khi mà giao tiếp là chúng ta phải kỷ luật hơn. Với con số 3, số 5 thì anh chị thường nhận kết quả ngược lại. Được không ạ? Thế để giao tiếp thế nào cho nó đúng với con số 3 và số 5, với những con số mềm mà không kỷ luật đó, cũng có số 2 trong đấy anh chị nhé. Thì chúng ta cần phải giao tiếp theo cách khác. Không giao tiếp theo cách là cần phải cố lên, cần phải nghiêm túc. Rồi sau đó anh chị đưa ra cái thời gian biểu nghị lực rồi cuối cùng trách móc bản thân mình liên tục luôn. Và trách móc một thời điểm thì chúng ta lại không thấy có tác dụng nữa. Thế thì những cái con số này cần phải giao tiếp như thế nào cho nó đạt được cái kết quả, vẫn duy trì được sự liên tục và kỷ luật như nó muốn mà không cần phải giao tiếp kỷ luật ấy, thì cần phải làm như thế nào? Thì thường anh chị biết rằng là số 3 này, số 5 và số 9, số 2, nói chung là bộ số mềm, khi mà ở trên cầu thì họ cũng sẽ rất là kỷ luật giống như mọi cái con số khác thôi. Còn bình thường những con số mềm như vậy mà họ đang ở dưới cầu thì thường sẽ bị ngoại lực chi phối và ảnh hưởng bởi ngoại lực rất là nhiều. Cứ tác động gì đó của ngoại lực thì cái cảm giác ở bên trong của họ nó không khác gì cái nhiệt kế cả, được không ạ? Nó lên xuống theo cái cảm xúc của ngoại lực, của chồng, của vợ, của con, của người khác. Thế để anh chị mà có thể đạt được cái trạng thái để duy trì con số 5 này, con số 5 và số 3 và số 2, những con số 9, những con số mềm mà nó nằm ở những vị trí khác nhau thì nó có những tác động khác nhau. Nó nằm ở trong tâm thì nó sẽ gây cái sự bất ổn định trong tâm, mà nếu mà nó nằm ở ngoài đường đời thì nó sẽ gây ra những cái cảm xúc liên quan tới công việc và cuộc đời của họ. Được không ạ? Tuy nhiên thì những anh chị nào rèn luyện được chín nghi thức tốt thì những cái nhược điểm này nó sẽ được khắc phục. Dần dần thì anh chị sẽ thấy mình có cái ý chí nghị lực hơn và mình sẽ ngăn được cái sự tác động của ngoại lực lên cái thân, lên ngôi nhà số 1 của anh chị. Vì vậy nên anh chị có cái cảm xúc nó ổn định hơn. Và tuy nhiên khi trước khi mà đạt được điều đó thì chúng ta cần phải có một sự giao tiếp đúng đắn để cho chúng ta không bị lạc trôi vào cái quá trình mà chúng ta ép buộc bản thân vào một cái thứ hà khắc gì đó mà cái con số cứng vốn dĩ nó đã có sẵn rồi. Còn chúng ta mà ép buộc nó thì tự động là ở bên trong chúng ta nó có những cái phản ứng ngược lại và làm cho chúng ta nó không không kiên trì được và thường bỏ cuộc trong một khoảng thời gian. Được không nào? Thì cách làm của chúng ta như như sau. Đầu tiên thì anh chị hãy để ý nếu mà chúng ta tập luyện một khoảng thời gian, sau đó thì ban đầu nó rất là hào hứng, sau đó thì chúng ta lại không có gì ạ, không có duy trì được mức độ kỷ luật nữa. Số 6 thì nó nằm lơ lửng giữa số cứng với số mềm anh chị ạ. Thì số 6 thì cũng bị thường tác động một một khoảng cách nhất định nào đó, đặc biệt là với những cái người họ thân quen, vì con số này là số gia đình nên là con số này được gọi là vừa cứng vừa mềm ấy, thì là như vậy. Nó là con số đặc biệt ở trong các cái bộ số vì nó có hai đặc tính như vậy. Tuy nhiên khi mà anh chị giao tiếp với những cái bộ số mềm, làm sao để duy trì được ngoại lực ấy, thì đầu tiên chúng ta cần phải mềm hơn so với con số khác bởi trong giao tiếp luôn. Tức là như thế này, những lúc mà anh chị duy trì được cái cường độ mà liên tục ạ, thì anh chị cần có những cái phần thưởng gì đó cho chính chính bản thân anh chị và động viên nó, thì ghi nhận nó. Còn nếu mà khi mà anh chị không có duy trì được sự kỷ luật đấy, anh chị đừng có trách móc và bảo rằng là mình sao mà tệ thế, mình mà vô kỷ luật thế, mình đã hứa với bản thân bao nhiêu lần rồi mà mình cứ không làm được. Thế thì mình phải giao tiếp khác.
mình phải giao tiếp như sau. Nào, đầu tiên thì mình cần phải có cái quá trình đón nhận cái sự không kỷ luật của nó, vì đó là bản chất của những cái con số này. Khi mà nó đang chưa lên được trên cầu thì nó là bản chất của sự thật mà, nó đâu có khác đâu. Tức là bản chất của sự thật là nó thường bị tác động của ngoại lực, thường bị tác động bởi ngoại cảnh, thường bị tác động bởi người khác. Vậy thì chúng ta cần phải đầu tiên là khi mà nó đạt được sự kỷ luật thì luôn ghi nhận bản thân, ghi nhận nhiều hơn so với những bộ số khác, và thậm chí tạo ra những cái phần thưởng khích lệ. Ví dụ như là bạn mà kỷ luật như thế này với chính mình, với cả những người mà anh chị đang duy trì, người thân của anh chị đang duy trì như vậy luôn. Ví dụ như là con mà duy trì được cái sự kỷ luật của cái đọc sách như thế này thì và chúng cả gia đình chúng ta đều cùng thưởng một chuyến du lịch nhé, kiểu kiểu như vậy. Thì cái con số này thì nó rất là thích, anh chị có hiểu ý không ạ? À? Ngược lại, khi mà nó không duy trì được sự kỷ luật của bản thân mình á, thì anh chị đừng có trách bản thân rồi khiến cho anh chị cảm thấy anh chị bị tụt vào năng lượng dưới cầu luôn. Và cũng khi mà cái người con số mềm trong gia đình của anh chị, ví dụ như con cái của anh chị mà không duy trì được sự kỷ luật, anh chị cũng đừng có trách trách móc và dịa và khiến cho bạn ấy nó bị tổn thương bởi bởi bản thân nó ở bên trong, là nó ở dưới cầu thì nó luôn bị tác động bởi ngoại lực và nó không duy trì được sự kỷ luật rồi mà. Tại sao mình lại trách làm gì? Thì anh chị cần phải động viên tiếp tục và nói với chính mình như thế này này. Ok, bạn đang tụt cảm xúc hoặc bạn đang chưa duy trì kỷ luật phải không? À, không sao cả, tôi cho bạn nghỉ 1 tiếng nhé, hoặc tôi cho bạn nghỉ 1 ngày nhé, hoặc tôi cho bạn nghỉ 2 ngày nhé. Thế anh chị nói chuyện với cái tâm thức của anh chị như vậy, nếu như là chính bản thân mình. À, còn nếu như với người khác thì anh chị hãy nói với người khác rằng là gì ạ? Không không sao cả đâu, con muốn cái việc quay trở lại tập luyện của con là khi nào, là 1 tiếng nữa hay là 1 ngày nữa hay là 2 ngày nữa. Thì anh chị cần phải phải hỏi người ta, và anh chị cho phép cái sự nghỉ ngơi của những cái con số mềm mà đang dưới cầu như thế một vài giây phút ở đây, có thể là 1 vài tiếng hoặc cũng có thể 1 vài ngày, không sao cả. Vì vậy nên anh chị sẽ luôn tạo ra được cái cảm giác là gì ạ, là thấu hiểu được cái sự thật ở bên trong của cái con số mềm này. Và khi anh chị tạo ra được một cái trạng thái năng lượng mà luôn thấu hiểu ở bên trong của cái con số mềm này thì nó mới có thể quay trở lại tập luyện. Còn nếu không mà anh chị bảo là mình là người sao mà vô kỷ luật thế, sao mà mình không được bằng như người ta thì kỷ luật như vậy, mình thì hôm trước thì đang hào hứng muốn muốn thức dậy lắm cơ mà sao mà bây giờ nó lại lại không duy trì kỷ luật như thế này. Anh chị mà nói như thế là những cái con số mềm ở bên trong của anh chị nó cảm thấy tụt cảm xúc và nó còn duy trì cái trạng thái kỷ luật không còn tốt nữa. Vì vậy nên chúng ta cần phải chú ý giao tiếp với cái con số số mềm này bằng đúng cái ngôn từ sự thật ở bên trong, nếu như nó đang rơi vào năng lượng dưới cầu. Như vậy thì chúng ta cần phải quá trình động viên nhiều hơn với những cái bộ số này, để anh chị liên tục nói với cái con số mềm này của chính bản thân mình, với con số người thân là vẫn bạn bạn mệt mỏi chứ gì, bạn đang đang lười một chút chứ gì, không sao cả, cho bạn một vài phút thôi nha để nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu anh chị nào tinh tế và để ý rằng khi với giao tiếp với chính mình ấy, vì bình thường anh chị sẽ thấy những cái sự cố này sẽ xảy ra này, anh chị đang tập luyện ngon lành, tập luyện mà một cái khoảng thời gian duy trì được rồi, thì sau đó đùng một cái việc gì đó nó đến để làm cho anh chị vẫn phải nghỉ ngơi. Ví dụ như anh chị đang tập luyện thì tự nhiên anh chị bị vấp té một cái gì đó, đầu gối của anh chị sưng lên một vài ngày chẳng hạn, thế thì anh chị đang hừng hực khí thế luôn, tự nhiên đùng một cái có một cái sự cố gì đấy để cho anh chị không có duy trì được sự tập luyện đó. Lúc đó anh chị bảo rằng là mình đã ấn định, mình đã kỷ luật rồi cơ mà, sao mà lại duy trì như vậy. Thì thực ra lúc đó không không chỉ là cái việc anh chị bị té, hoặc là việc mà anh chị phải có một cái sự kiện gì đó mà khiến cho anh chị không duy trì được sự kỷ luật đấy đâu, mà là vì tâm thức của anh chị nó muốn nghỉ ngơi, vì quá một cái quá trình dày đặc của cái quá trình kỷ luật rồi ấy, thì nó thường như vậy.
Vì thế nên chúng ta phải quan sát thật kỹ để mà không có vô tình trách móc nó. Về việc này có xảy ra với con số cứng hay không? Thì câu trả lời rằng là thường ít xảy ra với con số cứng nếu như ở bên trong các bộ số của họ nó nhiều con số cứng. Tuy nhiên, những người có nội tâm số cứng rồi nhưng mà số mềm nó nằm ở đâu đó rải rác ở những nơi khác thì vẫn có những hiện tượng như vậy. Thì thay vì như vậy thì chúng ta đừng có giao tiếp như như trên internet nó mách bảo rằng là kỷ luật, đừng có giao tiếp từ khóa đấy, để giao tiếp nói như thế này này: chúng ta nghỉ ngơi nhiêu đây giờ thôi nhé, chúng ta nghỉ ngơi nhiêu đây ngày thôi nhé, và chúng ta quay trở lại nhé. Và đó là cái cách mà chúng ta luôn nhắc nhở cái con số mềm này để cho nó cảm thấy được an ủi, và anh chị sẽ duy trì được cái trạng thái tập luyện. Và như vậy thì anh chị hiểu rằng để cho chúng ta từ một cái người mà không có thói quen tập luyện, một cái người mà thường thường chạy theo cảm xúc của ngoại cảnh, mà để chúng ta duy trì được một vài ngày như thế cũng đã tốt rồi cơ mà. Vậy tại sao chúng ta lại đặt cái kỳ vọng quá cao trong khi chúng ta chưa thay đổi được thói quen mà chúng ta lại giao tiếp và ấn định nó một cách mong mong cầu quá sức như vậy, và khiến cho chúng ta thực sự không có hiểu cái sự thật ở bên trong cái con số mềm này đang mong muốn. Vì vậy nên chúng ta thường giao tiếp thất bại với chính bản thân mình, với cả người thân của mình. Vì vậy nên anh chị cần phải có một cái quá trình mà giao tiếp nó nhẹ nhàng hơn với cái con số mềm, để cho con số mềm, ngay cả là vợ, ngay cả là con, ngay cả là chồng của anh chị cũng vậy thôi, không có loại trừ ai cả. Nếu mà rơi vào bộ số mềm mà rơi vào ở vùng nào ở trọng tâm á, thì nó tác động càng mạnh, còn rơi vào ở những cái vùng mà không quan trọng tương tác ví dụ như vậy thì nó thường đỡ hơn. Nhưng mà giao tiếp mà nó rơi thẳng vào những cái vùng như là con số nội tâm thì anh chị sẽ thường thường chịu một cái cảm giác rằng là sao mà người này nói mà không làm ta, người này nói mà không duy trì được nhỉ, người này mà sao mà thiếu kỷ luật thế. À, anh chị thường thường nhìn người người mà xung quanh anh chị và anh chị thường trách họ như vậy chứ gì nữa. Và đôi khi anh chị tự trách bản thân mình là sao mình đã đặt ra mục tiêu này rồi mà mình không duy trì được.